Và hai, chào mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay không biết là sẽ làm gì đây ta? Pikachu, biết hôm nay làm gì không? Em thấy mấy bạn á rất là chăm anh mở bánh donate luôn á, hay là hôm nay anh mở bánh donate cho các bạn xem đi, cũng lâu rồi anh chưa có mở á. Ok, vậy thì ok. Bây giờ anh sẽ đi mua nha. Let's go. Ai, và mình mới đi mua về đây các bạn. Thì theo như Pikachu nói là các bạn đang rất là hào hứng để xem mình mở bánh Tony. Cho nên là hôm nay mình sẽ bắt đầu mở luôn. Và Pikachu sẽ là bùa hộ mệnh cho mình mở ra những thẻ siêu hiếm nha các bạn. Rồi mình bắt đầu mở luôn ha. Một thẻ thường các bạn ơi. Đây, những thẻ thường. Mong mà nó đừng trùng mà được rồi. 1, 2, 3. Đó. Con này là Koso Kumushi các bạn ạ. À, nó là hệ côn trùng bọ nước. Đây, côn trùng bọ nước. Chiều cao nó chỉ là 0,5 mét thôi. À, cân nặng là 12 kg, con này khá là nhỏ bé luôn. Con này cũng không có mạnh lắm nha bạn, có hai dạng tiến hóa. Rồi mình mở bịch tiếp theo luôn nha. Ây da, bịch nào đây ta? Bịch này nha. Đó, cái thường nữa nha các bạn. Một hai, không biết con này những gì á. Một hai ba. Ủa con này là con gì vậy Pikachu? Con này là Ononokusu á anh, nó là hệ rồng, chiều cao nó là 1m8, cân nặng là 105 kg. À, con này khá là mạnh luôn đó anh, có ba dạng tiến hóa là Kibaru, Onodo và Ononokusu, là cái mà mình đang sở hữu đó anh. Ok, cảm ơn Pikachu nha. Thì sẽ tiếp với một bịch màu xanh đi ha. Nãy giờ hai bịch màu đỏ. Tiếp tục với bịch màu xanh đi. Pikachu đứng đây nha, làm bùa hộ mệnh nha. Mong là nghe nói là bùa màu xanh rất là nhiều thẻ vàng. Các bạn để xem. Thẻ thường này nha. Thì không biết thẻ này thẻ gì nha. 1, 2, 3. Con này là con gì vậy Pikachu? Con này là Kabuko Keiko đó anh, nó là hệ điện và hệ tiên, nó cao 1m8, nặng là 20 kg, thì nó khá là nhỏ bé luôn. Năng lực thì nó là dạng trung bình thôi, không mạnh lắm, và nó không có dạng tiến hóa nào hết. Ok, thì mình tiếp tục tới bịch tiếp theo luôn ha. Thì mình bịch màu, bữa giờ hình như chưa mở bịch màu này thì phải. Đó. À, cái thẻ này là thẻ thường nữa là các bạn. Nè, 1, 2, bắt. Pikachu, nói con này là con gì cho các bạn biết đi Pikachu. Pika, con này là Goronda đó anh, nó là hệ giác đấu và hệ bóng tối. Chiều cao nó là 2m1, nặng là 136 kg. Trời ơi, khá là to lớn luôn, và nó cũng rất rất mạnh luôn đó anh. Và nó có hai dạng tiến hóa là Yanchamu và Goronda, là mặt trận tiến hóa mình đang có đó. À, thì ra là vậy. Rồi mình sẽ tiếp tục tới bịch tiếp theo luôn. Mặt màu đỏ nữa đi, mặt màu đỏ luôn. Để biết vậy nha. Không biết là gì đây. Đây. Mình mở thử ha. 1, 2, 3. Thẻ này là... Pika, Pika.
phẩm này là Shiyukumo đó anh. Con này là hệ nước và hệ côn trùng. Nó cao 0,3 mét và nặng 4 kg thôi. Cái này nhỏ bé luôn, nó cũng khá là yếu, không có mạnh lắm. Nó có hai dạng biến hóa là Shiyukumo là mình đang sử dụng và Oshiyukumo là dạng biến hóa sau của nó. À dạ, nãy giờ mở cũng khai khá rồi ha. Thì mình cắt tiếp theo luôn ha. Cái lô hàng này hơi ít thẻ vàng rồi mà. À, lại một thẻ thường nữa nè. Đó. Mình sẽ ráng mở nhanh nhất để có quà tặng cho các bạn nha. Ôi, mở luôn nè. 1, 2, 3. Con này là... Pika Pika. Con này là Pharaoh đó anh. Nó là hệ lửa và hệ bay. Nó cao là 1m2 và con nặng là 24,5 kg. Khá là nhỏ luôn. Và nó cũng không mạnh được mạnh lắm. Nó có 3 dạng biến hóa. Dạng đầu là Hikoma và dạng sau là Hironokoma. Và dạng mình đang sử dụng đây là Fire. Là dạng thứ 3 của nó đó. Rồi, ok. Mình tới tiếp theo luôn. Thì các bạn nhớ là đăng ký kênh để giành được những phần quà mà sắp tới đây ha. Thì chỉ dành cho những bạn đã đăng ký kênh Nam Thần Vlog rồi thôi nhá. Còn chưa đăng ký sẽ không được nhận phần quà ha. Thì quà nó sẽ là mình sẽ tuyên bố sau trong những clip sau ha. À, đây mình lật lên luôn rồi. À, con này à, Satoshi các bạn à. Ui. Hu hu. Pikachu đã thấy Satoshi xong rồi đi theo luôn rồi các bạn ơi. Thôi không sao. Còn chị Nami ở đây. À, chị Nami sẽ hỗ trợ cho mình lần này. Tại vì đây là Pokemon nên chắc chị Nami sẽ không bỏ đi nữa đâu. Bây giờ mình sẽ cắt đây thôi. Để tiếp theo luôn. Đó. Một thẻ thường nữa nè bạn. Đó, một con này con gì ta? 1 2 3. À. Con này là nước xà đó bạn. Nó là hệ thường. Nó chỉ có cao 0,4 mét và nặng 4,2 kg thôi. Khá là nhỏ bé luôn. Nó là phiên vật phản diện. Cũng không có mạnh luôn. Nó có hai dạng biến hóa và nó là lá sư. Và dạng sau là